Hôm nay Lê Nguyễn sẽ giới thiệu các bạn đó là một sản phẩm sơn vân đá tâm thạch. Đây Lê Nguyễn mới làm xong bên dầu tiếng nè. Đó. Đó, mẫu này màu sáng trắng, bên nít. Đồ bóng lên rất là đẹp nha các bạn. Đó, bên đây là tấm gạch nè, còn bên đây là cái miếng sơn giả đá của mình nè. Đó, nhưng mà hai bên bóng ngang ngửa luôn nè. Anh em nào thích cái mẫu này thì các bạn anh em hãy comment phía dưới, rồi mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cho các bạn cái cách thức làm như thế nào để ra được cái vân như thế này. Ở cái vân này là rất là đơn giản nhưng mà nó không có thiếu phần nó sang trọng nha các bạn. Đó, nó rất là sang luôn. Đó. Điện thoại mình đang hơi bèo, hơi cù bắp chút xíu nên quay hơi mờ. Các bạn thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh giùm mình để mình có động lực làm những cái video hay kế tiếp rồi gửi đến cho các bạn. Đó, cột xứ đá ý, vân đá ý nha, vân đá ý nha các bạn. Còn anh em trong lúc nè chưa trong cái đã ủng hộ kênh của mình đó thì mình sẽ các bạn nào mà thích cái mẫu này các bạn hãy comment ở phía dưới á. Đó. Thì anh em nào mà ruột của mình sẽ các bạn comment phía dưới xong rồi thích cái mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó các cách làm và cách pha màu ha. Như thế nào để làm ra được cái sản phẩm cho nó đẹp như thế này ha. Bây giờ mình này là ở trên lầu, cái này giờ mình dắt các bạn xuống dưới. Đây là hai cái cột ở phía dưới đây. Đây các bạn. Các bạn nó nhìn nó tiếp giáp nó không có sự liên thông luôn. Đây nữa. Đó các bạn. Nếu các bạn yêu thích cái mẫu này thì các bạn hãy comment phía dưới. Đó là mình sẽ một ngày rảnh mình sẽ quay một cái clip để mình hướng dẫn các bạn pha cái màu nó như thế này. Đây là tạo vân như thế này. Toàn bộ mấy cái đầu chỉ này làm hết luôn các bạn. Đầu chỉ này nó hơi nghịch sáng quá.
ở trên nó có mái che màu xanh á, cho nên nó bị ẩn xuống, nó bị lai xanh. Trên nóc nó là làm luôn nha các bạn, tuốt trên mặt dựng trên đó là làm luôn, mình lên trên mình quay không có được. Đó, anh em trong đã ủng hộ mình bấy lâu qua thì nếu mà anh em thích cái mẫu này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách hậu quanh cũng như là cách pha màu như thế nào để ra được cái màu như thế nào, em sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Rồi các bạn thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh giùm mình, giúp mình và chia sẻ cho những anh em nào nó cần những cái video như thế này. Và bây giờ Liên Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.